Thật là kỳ diệu. Cụ xuất hiện ở đâu là chiến thắng ở đó. Ông nói sao hả ông? Hồi ấy, ông không nhớ năm nào. Cũng vào ngày này, hôm đó, trăng cũng sáng như đêm nay. Không hiểu tại sao ông không ngủ được. Ông liền trở dậy, nấu ấm nước, pha trà uống, rồi vác cuốc ra đồng. Vừa mới tới đầu làng, chưa bao giờ ông được trông thấy ảnh cụ to đến thế, đẹp đến thế. Ông chưa kịp đi báo cho ai, thế mà không hiểu tại sao mọi người đều biết, kéo đến đông như trẩy hội, bất chấp cả đồn bót tay. Mà lạ, đứng đâu cũng như cụ đang nhìn thấy mình. Thế rồi bọn tay trên đồn kéo xuống. Hằng ngày chúng hung hãn đến thế. Mà bây giờ trông thấy ảnh cụ, đứa nào đứa nấy đều run sợ như thằng lằn đứt đuôi. Thằng này, dạ, mày phải leo. Bẩm quan con. Leo đi. Mãi về sau, có một thằng liều mạng, hung hãn leo lên. Nó chưa kịp đụng tới cụ, thế là mình nổ tung.